Ưu điểm của con là từ nhỏ là con có một tính là rất tự lập. Thứ hai là con làm việc rất trung thực. Bất cứ việc gì con đã làm là con phải có trách nhiệm với nó. Đúng. Hoàn thành tốt nó. Quá tốt. Dù nó có khi mà làm nó xảy ra sự cố hay gì đó, nhưng mà mình cố gắng khắc phục hết mọi thứ để hoàn thiện, để không bị sai sót nhiều quá. Rồi, con có điểm yếu gì không Điểm Tùng? yếu của con là hay lo và có tính bi quan. Nãy giờ con lo gì không mà thấy con run quá vậy? Và lo lắng liệu mình có thể hiện tốt trước bạn gái cũng như gia đình bên bạn gái hay là. Có chú người ngoài đây không lo gì hết, giờ thoải mái lên ha. Thoải Đúng mái lên rồi, Tùng. rồi con bi quan cái gì nữa Tùng? Dạ, con làm việc gì con cũng suy nghĩ cái chiều xấu trước. Con sẽ suy nghĩ nó xảy ra đến đến mức nào. Đúng, giống Rồi chú. sau Tức đó là mình. mình suy nghĩ giống như mình làm việc gì nó cái thí dụ thất bại thì sao ta? Mình Dạ tính đúng trước rồi. đi. Để khi tới đó mình đừng có sốc, nhưng mà khát vọng mình vẫn phải muốn chinh phục để thành công. Dạ. Nhưng mà suy nghĩ điểm xấu nhất nó là như thế nào, đúng không? Dạ. Tốt. Không sao cả, đó không phải điểm xấu đâu con. Rồi thôi bây giờ bên đây mình nói đi, mình nói về mình chút xíu đi con. À, dạ ưu điểm con nghĩ là con dễ gần với lại rất đúng giờ, rất nguyên tắc à. Với rất xuyên biết suy nghĩ cho người khác. Khuyết điểm con là hay quên. Với lại con bị cảm xúc nó chi phối nhiều á, là thiên về tình cảm nhiều hơn. Chỉ là nhiều việc con không có xử lý theo lý trí được. À, con xử lý bằng bằng cảm tính Dạ. chứ còn không xử lý bằng lý trí hả? Vâng. Con có sợ yêu xa không? Dạ không, con sợ sao, con thì nghĩ là ít gặp nhau thì khi mà mình gặp nhau cái cảm xúc nó nhiều hơn, với lại mình trân trọng cái giây phút đó nhiều hơn. Dạ. Tùng đó giờ có mấy mối tình rồi? Từ đó giờ con có một mối tình từ thời học sinh. Tuổi thơ con thì nói chung nó cũng xảy ra một sự cố là rất là buồn. Mẹ con với ba con thì kết thúc nhau sớm. Rồi con với cũng cùng mẹ cùng để làm để nuôi em, rồi con cũng lo đi học. Mà khi trong quá trình đi học thì có bạn đó là trong gia đình bạn có điều kiện ấy. Mà con đi học hồi đó nhà cũng nghèo lắm. Áo trắng con mặc mà nó cũ thì cả đồ của con mặc đó là người khác cho, chứ con đâu có được có tiền mà mua áo để mặc đâu. Đồ con là cậu con cho con mặc lại. Cái khi đi học cái bạn gái thấy con, hồi đó con không có cảm giác là học là gì đâu. Lúc đó con cảm giác như là mình đi học cũng như nó buồn. Cái hai nơi gia đình nó nghèo nữa, đi học người ta hay nói nhà không có ba thì gia đình nghèo rồi người ta chăm chọc mình. Đó cho nên cái bạn gái ngồi cùng con bạn động viên con nhiều lắm. Bạn động viên con học kêu rồi. Dù thế nào bạn phải học đi. Bạn phải vượt lên. Đừng 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 vì vậy mà mình Rồi nảy sinh tình yêu với bạn đó. là tự nhiên em con thương thầm bạn ấy từ đó, lớp 6 đến lớp 9 luôn. Chung là con cũng thăng trầm, hỉ nổi, ố cũng trải qua nhiều rồi. Cũng là một người đàn ông bản lĩnh vượt qua những khó khăn rồi ha. Con có trải qua mấy mối tình rồi? À, dạ con chỉ có một mối tình đơn phương năm 26 tuổi thôi ạ. Tới giờ này bạn có biết là con đơn phương bạn chưa? Con có cái là con thích ai là như cả thế giới đều biết nha. Nhưng mà bạn không không có tiếp nhận cái tình cảm của con. À, tại vì cái bạn đó là có bạn gái rồi. Ồ, vậy hai đứa con giống nhau quá. Thì bây giờ con mong muốn là cái người bạn của con sẽ như thế nào, người yêu của con? À, giờ cái anh đó trưởng thành, tính ấm áp một chút xíu, rồi biết quan tâm với người khác. Trưởng thành là có rồi đó nha, ấm áp thì chưa biết chút xíu, con rờ có Quan ấm tâm không có luôn đó, nha, quan tâm là có luôn. bởi vì nhà bốn em gái nó Đúng khỏi đi rồi, học vừa làm để phụ gia đình đó. phụ mẹ từ lúc nhỏ nuôi em gái mà. Chào con. Con chào cô. Rồi còn ngoại hình thì sao? À, chỉ cần cao hơn con chút xíu được rồi, Con cao con cao nhiêu? 1m55 thôi à. 1m55 hả? Chứ con cao nhiêu? Vì con cao 1m69. Con 1m69, lận gần 1m7 đó con à, yên tâm hả? Được. Con có thích đàn ông để tóc như thế nào không? À, dạ gọn gàng là được rồi. Tóc gọn ha. Dạ. Này quá gọn rồi. Tóc trắng ngay ngay trán không? Tóc giống tóc chú Quyền Linh đó con. Ra đây, đi ra đây nè. Tóc này giống giống tóc tôi. Chờ chú. Đó. Chào con. Con có thích cái tóc mà mái chấn Thích vậy tóc không? chú không? Hôm qua là chú lấy cái rổ á con, chú úp lên. Tóc anh bên đây cũng ngang ngang vậy đó. Đều nó không bằng chú thôi. Thích người đàn ông như thế nào? Sáu múi hay là ốm yếu hay là
mập mạp hay là sao đó? Không, có một chút thư sinh xíu. Dạ. Tao được ước thấy thôi. Được rồi, được rồi. Con muốn có một mẫu hình trong mơ thế nào? Con thích một người bạn gái có tính gọi là biết chia sẻ, đối nhân xử thế trong lời ăn tiếng nói trong gia đình. Cái thứ ba đó là da trắng. Trắng. Cái cuối cùng đó là đừng ích kỷ. Có thích gái đẹp không? Dạ. Đẹp hay dễ thương? Con nghĩ là dễ thương sẽ thương nhiều hơn. Đẹp. Thích dễ thương đúng không? Dễ thương cũng được, cái nào cũng tốt hết chứ. Đẹp khác dễ thương nha ông nội. Đẹp. Ông nói tôi đi, tôi đẹp hay dễ thương? Cả hai. Con đi với ai? Dạ con đi với đồng nghiệp con. Đồng nghiệp với con chào tiếng. Cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Qua cái cách nói chuyện của bạn nam này á, thì con thấy bạn là một người rất là thật thà. Ngại một cái là hai bạn bây giờ cái khoảng cách địa lý hơi xa. Và trong khi đó công việc của bạn Trang á, thì đa phần là làm việc ở công ty. Cái thời gian mà dành cho bản thân cũng không có được nhiều lắm. Vì vậy cho nên là bạn có thể nói về khoảng cách địa lý thì hai bạn có thể là dành cái thời gian nào đó trong tháng một vài ngày để hâm nóng lại hoặc là để làm nóng cái tình cảm của mình lên. Rồi cảm ơn nhà gái. Còn con, con đi với ai? Dạ hôm nay con đi với mẹ con. Chào anh Nguyễn Linh và cô Hồng Vân. Tôi ở nhà cũng coi miếng rồi cũng khuyên nó nhiều lắm, cũng muốn về đăng ký rồi đi tìm vợ. Mà giờ nói thì nó ngặn ngào khó nói. Sao vậy? Có gì thì cứ hai con tìm hiểu mới thấy được. Ờ, thế hả? Để chú Quyền Linh với cô Hồng Vân mà làm mai cho con được rồi. Má cũng mừng. Rồi. Nói một vài câu với con dâu tương lai đi, cảm nhận cháu thế nào? Má thấy con cũng dễ thương. Dạ, cảm ơn. Má có khuyên lời nào với con trai của mình không? Dạ, mơ khuyên là con trai cố gắng chinh phục dạ. Bạn này đúng không? Dạ. Trời ơi, đâu phải đơn giản đâu. Người bốn đứa con gái, một người con trai, giờ bốn đứa đi lấy chồng hết rồi, còn đứa con trai trụ cột đi lấy vợ má hạnh phúc chứ, đúng không cô hả? Còn thằng con trai thôi, con dòm hết cho nó chai trượt. Thôi mở rào. Bắt đầu đi Tùng. Chờ anh. Rồi đứng lên tặng hoa đi. Chết đứng nữa rồi, Tùng nó chết đứng luôn rồi. Chung mà anh đến từ Đắk Nông xuống đây thì anh không có gì hết á. Chỉ có bó hoa tặng em. Dạ em cảm ơn. Em có một món quà này, trong đó là gia tự em làm á. Và em cũng nghĩ là nó hợp với anh. Anh có muốn mở ra xem chứ không? Mở đi, mở đi Tùng. Anh mở đi. Trên đây là những con hạt em gấp á. Và có con là sẽ có chữ, còn có con là không có chữ. Anh muốn bóc thử một con thử. Anh thì anh thích màu hồng. Em sẽ lấy. Rồi anh mở ra. Lúc nãy em có nghe anh chia sẻ là anh là người lo xa đúng không ạ? Đúng rồi. Khi mà anh bóc trúng con hạt này nè, anh chắc chắn không biết gấp nó đâu ha. Và khi mà anh mở ra, nếu mà nó không có gì á, trong tờ giấy này là không có chữ ha, là nó giống như là cuộc sống vậy đó. Là có những điều là mình có rất nhiều điều là mình muốn, nhưng mà nỗ lực hết sức cũng chưa chắc là có được. Bốc thêm một con nào có chữ nó đi cùng. Thử xem như thế nào. Không biết con nào có chữ. Thôi nào con nói ghi vậy, em sẽ về Bình Phước với anh không? Thì rất nông không nha. Không có đâu ạ. Đó, cái đó nhiều chữ á, cô liếc sơ sơ. Anh đọc anh. Chúc anh bình bình an an, vui vẻ, vui vui, vẻ vẻ. Chữ anh xấu lắm hả? Quãng đường phía trước. Đúng. Chúc anh bình bình an an, vui vui, vẻ vẻ. Quãng đường quãng phía trước. Đường phía trước. Ok. Con cũng có một ước mơ thì con đang. Con nói luôn đi con. Thay vì con viết, bây giờ con nói luôn đi, con ước cái gì? Ước mơ của con là muốn trở thành mở một quán cà phê cho riêng mình. Đó là những cái cà phê con làm ra. Vậy là quá tốt rồi, con cứ viết lên ước mơ của mình. Để anh nói trước. Anh nói thiệt là anh là người nông dân thật, chất phác lắm. Nhưng mà không biết là
trong tương lai anh và em có thể viết lên được câu chuyện ước mơ của anh hay không, nhưng mà anh mong hiện tại chúng ta cứ cho nhau một cơ hội tìm hiểu nhau. Anh cũng có ưu điểm gì đó để cùng viết lên ước mơ của em. Và ước mơ của em là gì? Con run hả con? Đời ai phải có ước mơ nha con. Em là cũng muốn là mở một cái giống như cái gì đó của riêng mình, giả sử như một cái tiệm may hay là một cái công việc gì đó mà nó cụ thể để có thời gian chăm sóc cho bản thân mình và cũng như dành thời gian cho gia đình thôi. Mà hiện tại thì em chưa hoạch định. Chưa nghĩ ra một cái nghề gì để làm cho phù hợp. Quán cà phê đó là tốt rồi. Đúng rồi, mở quán cà phê, quản lý quán cà phê đồ ha. Trao nhau cảm nhận thế nào đi, lần đầu tiên gặp nhau đó. Em thấy anh thế nào? Em thì thấy anh hiền. Coi cách nói chuyện anh thì em thấy anh thật thà. Và theo như em nghe được cái chia sẻ của anh thì anh là một người trưởng thành. Cô gái nào đó mà lựa chọn anh thì về tương lai thì rất là giống như có một chỗ nương tựa rất chi là vững chắc. Thì em nghĩ vậy. Anh cảm ơn. Anh tính nói em nói có thể chia sẻ thêm nữa không? Tại vì em hay quên, chứ là em nhớ tới đâu em sẽ hỏi anh, chứ xíu là em sẽ quên mất luôn. Anh cảm nhận em. Em có phần sống gọi là nội tâm rất nhiều. Em là người thích được người ta bảo vệ, được tạo cho em cứ cảm giác được một mái ấm gia đình là ấm áp. Mà em cần một người đàn ông đủ trưởng thành để bảo vệ em, lo lắng cho em, chăm sóc cho em. Nói xa hơn nữa là cũng như làm gương cho em cũng như con của em. Vậy con thấy con đủ bao nhiêu phần trăm cho cái ước mơ đó? Theo con thì khả năng của con làm thì con sẽ cố gắng làm. Bao nhiêu phần trăm? Theo bản thân con nghĩ thì không ai trọn vẹn gọi là 100% hết. Nhưng mà con sẽ cố gắng làm hết 100% năng lực của con, những gì con đang có. Bạn trai bước tới nắm tay bạn gái đi, nói bằng cả trái tim của mình nha, nhìn thẳng vào nhau, chúng ta không có nhiều thời gian nữa. Anh hy vọng rằng hôm nay khoảnh khắc này hãy cho nhau một cơ hội. Nếu mà chúng ta cùng nhịp tim cùng đập thì chúng ta cùng đi xây dựng ước mơ của hai đứa. Rồi. Em có suy nghĩ gì không? Em có một cái đó là trong tình cảm á, là nếu một khi em có cảm xúc với đối phương thì phải như bằng mọi cách em sẽ cố gắng nắm bắt. Còn nếu như không có cảm xúc thì em sẽ không miễn cưỡng. Hết thời gian. Nếu đúng chúng ta có cảm xúc thì đừng ngại ngùng, bằng mọi giá bấm ngay cái nút đó. 1 2 3. Hết thời gian rồi. Như vậy là cô gái không bấm nút. Cho con chia sẻ một chút xíu đó. Là em đúng như anh nhận xét, đó là em muốn có một người yêu thương, quan tâm em, bảo vệ em. Nhưng mà em muốn, tại vì em chưa từng yêu, chỉ là em muốn mình có được trải nghiệm những cảm xúc yêu đương như bao nhiêu người khác thôi. Chỉ là em không thể vội vàng đồng hành với anh được. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình.